Anh em đã đến cái vùng lúa miền Tây anh em ơi. Thì hôm nay em chia sẻ anh em thật, anh em có nhiều anh em hỏi em cái vụ mà vàng lá mà cái đợt rồi á, mà em xịt á, nó có đạt hiệu quả không á. Thì hôm nay em chia sẻ thực tế luôn anh em ơi. Nó thì nó tình hình nó như thế nào thì anh em xem rồi so sánh nha. Thì em cũng nói thêm luôn. Nó thì bây giờ em mời anh em xem nha. Còn anh em ai chưa đăng ký kênh á, đăng ký kênh ủng hộ em một cách đăng ký kênh. Rồi cho em xin một like, rồi xem lại cái video trước em chia sẻ xịt thuốc gì đó anh em. Đó, bữa nay em chỉ gì so sánh giữa cái quá trình mình xịt trong vòng 5 ngày anh em. Thì khi cái video đó em vừa nói cái video mà em nói là lúa giai đoạn chỗ lẹt xẹt, chỗ điều á bị vàng lá, thế không là vàng lá anh em. Thì hôm nay là được 5 ngày anh em ơi. 5 ngày. Đúng rồi, 6 ngày, 5 ngày. 6 ngày, bữa em xịt 69 ngày. Bữa nay là 74, 75 ngày anh em ơi. Đây. Đó, cái dàn lúa em này anh em ơi. Đây. Nha. Đó thì em quay lại cho anh em xem luôn nha. Đây. Đây anh em thử đánh giá coi nha, bộ hộp nó vàng mấy cái lá dưới này nè anh em. Đó, mấy lá dưới này như nó vàng. Nhưng mà mình xịt nó đứng lên là lá thứ hai của cái lá đài, cái lá đài anh em. Nè. Đó, nè, cái màu lúa này anh em. Đó. Đây nó xanh lại nha. Xanh cực kỳ đẹp nha. Thì cái loại thuốc nào á em có chia sẻ đó anh em. Nhớ đăng ký kênh rồi xem lại giùm em nha. Em không chia sẻ lại đăng ký nhằm ủng hộ em để em có động lực em làm những video tiếp theo á. Video chủ về điều này em sẽ cái gì em sẽ chia sẻ anh em và bà con nha. Đó thì đây cái giờ lúa này anh em tự nhận xét nha. Đó thì vừa em có xịt là giai đoạn là lúc cái đó là giai đoạn đó là em phát hiện được. Thì mình thăm ruộng, thăm ruộng gác trưa này nè anh em ơi. Mình mới dễ phát hiện cái trình này tới cái độ thiếu phân nó với cái độ nó vàng như thế nào á. Thì khi anh em mà quay ngược kia ngược mặt trời nè, mặt trời nên như cái lá lúa nè. Mặt trời mà nó thiếu mà cái lúa mình nó vàng như bên đây nè. Như cái lúa vàng như này nè là nó sẽ từ từ để tới đỏ đuôi nó sẽ thì cháy anh em ơi. Cái giống lúa này nó gì đó. Đó thì bây giờ em chia sẻ anh em cái lá lúa này anh em thấy không đó. Thì cái tình hình đây tại mũi hành nhiều quá nên mới cái chà lúa này nó chỗ không đồng loạt anh em ơi, nó chỗ một tốp đồng loạt, còn một tốp bây giờ nó đang chỗ chừng nếp chung mình, nếu mà nó chỗ hết đó, bây giờ nó chỗ được chừng nếu quay ngang đó, được chừng 70%, còn 30% là do mũi hành mình tấn công nó mình phải tăng thêm đó, bây giờ nó chồi lên. Bây giờ nó lái này nè, đây nè, bây giờ nó mấy chỗ nè, còn một tốp thì nó một tốp thì nó quay ngang anh em ơi, nha. Đó, thì như anh em đi xem nghe, em quay em đi cho anh em xem nghe đây, một hôm là anh em có quay á là nó vàng lá trên lá thứ hai này, lá thứ nhất nè, lá thứ hai này, lá thứ nhất này, nha, lá thứ hai này nó vàng cái nó đứng lại luôn này nè, nó, thấy không? Đó. Thì em xịt cái loại thuốc nào em mới chia sẻ anh em á, rồi nhớ là xịt xong rồi chừng phải bón phân vô anh em ơi, xịt xong 2 ngày sau bón phân vô nha. Thì em có bón phân á là thường cái miếng này là em bón tại em có phân trộn sẵn á, ví dụ như là em bón 3 kg UG, 2 kg kali nha. Đó là 5 kg là cho một là 50 kg cho một 10 công 1.296 m2 á. Còn anh em mà nếu mà món phân chuyên dụng nó cũng 5 kg anh em ơi. Đó. Đó thì hôm em cũng nói là cái miếng này không khi mà xịt xong em phun nước bỏ em bón phân là nấm nha. Đó, bây giờ anh em xem nó xanh lại nè, xanh nhất lên luôn. Đó. Đó. Màu lúa này là từ đây tới cắt là vừa luôn. Đủ độ xanh luôn anh em, xanh bệnh luôn. Nha. Còn cái thì em cũng chia sẻ những cái gì mà em làm á, là em chia sẻ thật lòng nha anh em bà con. Thì tình hình đây nên là nó dịch bị mũi hành dữ rồi đó. Nên cái dạng lúa mình vậy là thấy ổn rồi đó, tạm ổn rồi đó. Nó còn từ đây tới cuối mà xử lý sở vô gạo đạt hiệu quả là sinh năng suất vẫn đảm bảo nha. Đó. Thì năm nay thì nó nói chung là ở đây thì cái tình hình là nó không trúng được tấn, nếu chung là tấn mốt hơn tấn mốt chút nhiều cái trà lúa cắt trước á, chứ không có khi được 900 kg nữa anh em ơi. Nó nhìn trà lúa cắt trước thì nó không có bị mũi hành, nhưng mà trà lúa này thì nó bị mũi hành nha. Cái lúa sau này nè. Đó, cái màu lúa này đó. Thì anh em xem này, cái như cái lá chân người hôm em có chia sẻ đó, đó. Là bữa nay không còn nữa nghe anh em, nó chỉ về nó xanh lại, chỉ có cái nào nó bị rồi là nó bị luôn, nó còn cái nào không mấy là nó xanh lại nha. Đây nè, em thấy không, nó chấm xanh chấm vàng là nó vàng luôn, vàng nó đứng luôn chứ nó không kéo nữa nha. Anh em nhớ ủng hộ em một cách đăng ký kênh xem lại những video tiếp theo nha anh em. Video tiếp theo em chia sẻ
em xịt cái cửa chỗ thì cái cửa cái công cái mé này em xịt như thế nào đây, nó thì em có vàng lúa màu lúa này, nó ok nha, nó thì bữa hôm nó vàng nhưng mà mình xin mình xịt vô nó xanh lại em à, nó xanh lại rõ ràng luôn nè, em xem xanh tùm luôn, lá chân đâu đâu có bị đâu, cái lá thứ hai bây giờ nó xanh nè, nó còn cái nào nó bị rồi rồi nó phải đứng lại rồi cho cái nào nó không bị lên xanh lên như lá này nè em, thấy không? Nó bị cặp chết này nè, nó đứng luôn nè, còn nửa lá nè, thấy không? Còn nếu mà không là nó kéo lên lá đồng này nè, lá đồng này, lá đồng xanh mướt nè. Còn đây mấy chỗ nữa nè, có chỗ đó mấy chỗ nữa, có chỗ tùm lum chứ, là do biểu hành nhiều quá mình thắng thôi, bây giờ mấy chỗ nè, đây nè, chỗ tùm lum hết trơn, đây nè, nói chung nó không đồng loạt nên mình bởi vì cái xử lý mình phải xử lý khéo thì nó mới đảm bảo được cái về tỷ lệ vô hạt với tỷ lệ lép hạt rất cao anh em ơi. Đó, thì em chào anh em nha, chia sẻ tới đây thôi anh em ơi. Rồi video sau em sẽ chia sẻ cái miếng 12 kg giống của em nha. Rồi em chào anh em.